Mua bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Với chiếc xe em đang giới thiệu và cập nhật mang tới cho anh chị và các bạn thông tin là một chiếc xe VinFast Lux SA 2.0 Premium sản xuất năm 2021 Xe có ngoại thất là màu trắng, nội thất là màu da bò Làm bánh với quãng đường 4,5 vạn km Chiếc xe đăng ký tên tư nhân, biển thành phố Mọi đường nét của chiếc xe thì đơn vị cam kết cho anh chị và các bạn là xe nguyên bản không đâm đụng không ngập nước Bao trách tép mọi nơi trên toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu Tìm hiểu thông tin về chiếc xe em đang giới thiệu Đấy, Những tính năng an toàn như là hệ thống cảm biến cam đùi đầy đủ Cốp của chiếc xe sử dụng là hệ thống cốp điện anh chị nhé Với một cái không gian chứa đồ của chiếc xe khi mà anh chị và các bạn gặp hàng ghế thứ ba xuống Nó sẽ có một cái mặt phẳng để mình có thể chứa được rất là nhiều đồ những đường nét về hệ thống keo chỉ đinh táng của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ hoàn hảo cao. Với những chiếc xe cũ đã qua sử dụng như thế này thì cửa hàng luôn khuyên khách hàng hãy mang xe vào hãng hoặc một bên thứ ba anh chị và các bạn check test để kiểm tra đảm bảo an tâm cho anh chị và các bạn tránh được những cái rủi ro không mong muốn. Đấy, những đường nét tổng quan sơ qua về nội thất bên trong anh chị bạn có thể thấy nó vẫn giữ được độ đẹp mà cái tầm tiền của chiếc xe này bây giờ nó cũng là gọi là ngon nhất trong phân khúc. Chỉ dưới 800 triệu là anh chị bạn có thể sở hữu ngay chiếc xe này rồi. Và ngoài ra thì xe vẫn có chế độ bảo hành hãng 15 nên cái quá trình vận hành của chiếc xe anh chị và các bạn có thể an tâm. Sơ qua về nội và ngoại thất của chiếc xe thì em sẽ quay chi tiết cận cảnh từng những phần nhỏ nhất của chiếc xe để đảm bảo cho anh chị và các bạn có thông tin rõ ràng về chiếc xe em đang giới thiệu những phần nẹp mạ rồi những phần tay nắm cửa hệ thống cánh cửa ở hàng ghế thứ hai của chiếc xe từ những phần keo chỉ đính tán rồi tap ly cánh cửa phím bấm chức năng của chiếc xe nó vẫn giữ được độ đẹp và độ mới địa chỉ xem xe thì anh chị bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng Auto Việt Nguyên số 116 Lê Văn Lương Thanh Xuân Hà Nội để có thể xem xe và trải nghiệm anh chị nhé Chi tiết những phần con ốc bản lề Và những cái chi tiết bậc lên xuống của chiếc xe Thì em cũng sẽ quay rõ Đảm bảo thông tin cho anh chị và các bạn Hệ thống ghế ngồi Với hệ thống ghế da Lapa Với chất lượng da cao cấp Mang lại cái sự thoải mái cho người ngồi Không gian ngồi rộng rãi Thoải mái Những tiện nghi bên trong Với những các phí điều chỉnh chức năng rất là thuận tiện Cho anh chị và các bạn sử dụng Từ cổng kết lối đến những cái phần Như là hệ cổng sạc, cửa gió điều hòa. Và bây giờ thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua về không gian khoang lái của chiếc xe để anh chị và các bạn có thể khám phá. Với những phần như là hệ thống cánh cửa, keo chỉ đinh tán này, rồi hệ thống táp ly cánh cửa, phí bấm chức lăng, lên xuống kính, chỉnh gương và có trang bị cho anh chị và các bạn hệ thống cảnh báo vượt trên gương. Nó nằm ở trong phần cái cột bên trong với những phần như hệ thống ghế chỉnh điện này rồi là những phần tem mát tất cả các chi tiết vẫn còn giữ được độ hoàn hảo cao Đấy. những chi tiết về gioăng cao su đến những phần cột kèo không hề có hiện tượng gò hàn hay đâm pha gì cả hệ thống chỉnh đèn vô lăng thích hợp các phím điều chỉnh chức năng và phía sau vô lăng là cụm đồng hồ hiển thị thông tin vòng tua và các thông số an toàn của chiếc xe để anh chị và các bạn có thể nhận được các cảnh báo đảm bảo lái xe an toàn màn hình cảm ứng kích thước lớn với tích hợp các phím điều chỉnh chức năng rồi là hệ thống phanh tay điện tử và rất nhiều tiện nghi để trải nghiệm thực tế thì em mời anh chị bạn hãy qua số 116 Lê Văn Đương, Thanh Xuân, Hà Nội để mình có thể trải nghiệm đầy đủ anh chị nhé và bây giờ thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua về cái khối động cơ của chiếc xe này đang sử dụng để anh chị và các bạn có thể thấy được là chất lượng từ khoang máy của chiếc xe có bị đâm va từ những phần nắp cabo hay là có bị ngập nước không để có thể nhìn qua bằng những cái phần như là hệ thống keo chỉ rồi là những cái phần à, ốc chân máy, ốc mặt máy rồi keo mặt máy những cái chi tiết để các bác có thể đánh giá với chiếc Vinfast Lux SA 2.0 Premium sản xuất năm 2021 có ngoại thất là màu trắng nội thất là màu da hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với mức giá là dưới 800 triệu. Chi tiết thông tin cụ thể thì các bác có thể liên hệ theo số điện thoại trên màn hình để ta cùng trao đổi nhận được các ưu đãi tốt nhất từ cửa hàng và cũng như các hỗ trợ để anh chị và các bạn có thể nắm rõ. Rất cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm và hẹn gặp lại anh chị và các bạn.